Đây là can xăng mà gia đình anh Hà Văn Hon, xóm 1, thôn Trường Niên, mua ở cửa hàng xăng dầu số 79 đóng trên địa bàn xã Võ Ninh về cách đây 4 ngày. Xăng có hiện tượng đóng cặn chuyển màu vàng đục, nhưng khi đưa đến phản ánh với cửa hàng xăng dầu trên, thì nhân viên cửa hàng cho rằng không phải anh mua ở đây nên không đổi lại. Cách đây 4 ngày mà chứ xăng nó đổi màu đi. Thì xăng nó đổi màu đi mà để một lâu là hắn đục chỗ này đi. Ngó cái đèn có cơ này dưới này, nhưng mà chưa tôi về đổ lên xe xuống từng đi rồi. Không chỉ gia đình anh Hon, nhiều người dân cũng gặp trường hợp tương tự khi mua xăng về dùng dần hoặc bán lẻ. Qua về thì đổ đông mạnh thì chứ rứ một phần cá là phải điện ra là hẳn đến nữa. Cái nào hẳn đến nữa là phải điện nào hẳn đến nữa mà đi châu cũng cần cầm cái cá để đi mua mà hẳn đi nữa. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình đã cử đơn vị kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ lấy mẫu trực tiếp tại vòi bơm xăng của hai bể chứa xăng RON 95 tại cây xăng xã Võ Ninh. Sau khi đã có kết quả kiểm định mẫu thì về các chỉ tiêu RON, rồi là hàm lượng chì, rồi là độ lắng cặn và kim loại thì tất cả các chỉ tiêu đó đối chiếu với tiêu chuẩn của quy chuẩn của Việt Nam 2015 thì các chỉ tiêu đều nằm trong cái giới hạn cho phép. Trước đó, theo giải thích của ông Lê Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đại Long, thì hiện tượng xăng để 3-4 ngày chuyển màu vàng đen đóng cặn không phải lần đầu xảy ra, mà thời gian đầu khi đơn vị mới tiếp quản và nhập hàng vào để bán cũng đã có hiện tượng này. Nguyên nhân là do bể chứa là bằng sắt lâu ngày nên rất bẩn. Vì vậy, khi mới nhập hàng vào và bán ngay trong khoảng 1 giờ đầu, thì chất bẩn trong bể cuộn lên. Để đảm bảo quyền lợi khách hàng đối với những khách hàng mua phải xăng có vấn đề như trên, cửa hàng sẽ đổi trả đúng bằng số hàng đã mua.